chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh VN Vlog. Thì ngày hôm nay mình lại quyết định đi San Ma nha các bạn. Hôm nay là mình chọn một cái thời điểm đi San Ma rất là đặc biệt luôn các bạn ạ. Thì hôm nay bây giờ là trời đã về khuya và khá là muộn rồi. Nó ước chừng khoảng tầm 2 đến 3 giờ sáng rồi các bạn ạ. Thì hôm nay mình quyết định qua cái vị trí này, qua cái vị trí khu cánh rừng này để mình đi San Ma nha các bạn. Thì ban ngày mình cũng đã tìm hiểu về cánh rừng này rồi. Đây là một đoạn đường rất là khá xa nhà mình. Hôm nay mình đi câu chuyện về và đi về đêm. Và mình quyết định qua đây để đi San Ma nha các bạn. Thì bây giờ các bạn cùng mình đi San Ma. Ok mọi người, bây giờ chúng ta sẽ tiến tới khu rừng đầy ma ám ngày hôm nay để chúng ta đi San Ma. Hôm nay không hiểu sao mà trời hôm nay rất là gió và có rất là nhiều tiếng ếch kêu và tiếng nhái kêu. Đấy các bạn thấy nghe không? Rất là ồn ào luôn. Tầm 3 giờ sáng này rất là yên tĩnh luôn các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay trời rất là gió mà có hiện tượng trời đang muốn mưa các bạn ơi. Xem ra mình đi vào cái giờ này là mưa to rồi. Vì mình đang trên đường đi về và mình quyết định ghé thăm qua đây để đi San Ma. Các bạn thấy rằng là đây, trời đang nổi gió lên, có khả năng mưa rất là to. Đó mọi người thấy không? Rất là gió luôn mọi người nhá. Có cây cối rất là gió luôn. Các bạn ơi, bây giờ là rất là mưa rồi. Mình thấy ở trên bầu trời trên kia là rất là âm u rồi. Không biết là mình có đứng đây được lâu hay không. Trời rất là sắp mưa to rồi. Khoảng bây giờ cũng phải gần 3 giờ sáng đó các bạn ạ. Thì lúc nãy mình về là tầm 1 giờ sáng. Thì đi từ đó về gần đến nhà mình thì phải tầm mấy tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Thì mình quyết định qua đây để ghé thăm, để San Ma. Nhưng thực sự ở đây thì nó chỉ là một cái cánh đồng và có rất là nhiều cây chuối, cây khoai ở vị trí này. Mình có cả một cái cảm giác ở đấy rất là sợ hãi trong cái nơi vị trí này. Mình sẽ đi sang vị trí này xem thế nào. Trời rất là gió luôn mọi người ơi. Có khi là mình xin phép các bạn mình
kết thúc video tại đây thôi. Bây giờ mưa rất to, hôm nay mình lại không có trang bị áo mưa các bạn. Trời tự nhiên nổi gió lên nhưng mà không có sấm sét các bạn. Mình định đi vào khu vực kia nhưng mà thực sự ở nơi vị trí này nó rất là lầy, mình không thuyến lội được các bạn này. Mà mình đứng đây có một cái cảm giác rất là trùng mình luôn, không hiểu sao các bạn ơi. Ok các bạn nhé, thì hôm nay mình đang dự định là sẽ săn ma trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà bởi vì một lý do là bây giờ là thời tiết trời rất là xấu, cho nên mình xin phép các bạn mình kết thúc video tại đây. Thì để một dịp khác mình sẽ qua cái khu vực vị trí này để săn ma lâu hơn. Sự là hôm nay mình qua đây thôi nhưng mình vẫn có một cái cảm giác ở đấy rất là sợ hãi luôn. Mặc dù là bây giờ là rất mưa rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào các bạn trong những video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn nhé.